Hăng nào là một loại bệnh nấm ngoài da rất là phổ biến và hay gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là ở lứa tuổi độ vị thành niên. Bệnh thì không gây ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe, tuy nhiên thì lại gây cảm giác ngứa ngáy, khó chịu, phiền toái tới mọi người, làm cho mọi người rất là tự ti khi mà giao tiếp ở những chỗ đông người, bởi vì cảm giác ngứa ngáy gây rất là khó chịu. Bệnh nấm hăng nào thì thường gặp ở những đối tượng vệ sinh cá nhân kém, hay dùng những nguồn nước bị nhiễm bẩn, hoặc là mặc chung quần áo với những người bị bệnh hăng nào, hoặc là lây qua con đường tiếp xúc da với da, hay là quan hệ tình dục với những người mà bị nhiễm bệnh, hay cũng có thể là những trường hợp lây nhiễm từ động vật có vi khuẩn gây bệnh. Biểu hiện của hăng nào đó là trên vùng da xuất hiện những vết tròn hình đồng tiền, hay còn gọi là lác đồng tiền, và xung quanh thì có những mụn nước nhỏ li ti có mủ, và tạo cho người bệnh một cảm giác ngứa ngáy khó chịu, dẫn đến cái việc đó là bệnh nhân thường khi ngứa không chịu được thì sẽ gãi và làm vỡ các cái mụn nước ra, dẫn đến tình trạng lây lan sang các vùng da bên cạnh. Hắc lào thì thường xuất hiện ở vùng da nhạy cảm, ở những chỗ vùng kín, đây là nơi mà có cái độ ẩm, nóng ẩm, cho nên là cái vi nấm nó rất là dễ phát triển ở vùng này. Và cũng chính vì ở vùng nhạy cảm cho nên một số các bạn khi mà bị hăng nào thì thường không đến các cơ sở để khám, mà thường tự chữa ở nhà. Nhưng tuy nhiên thì có thể là do sự thiếu chủ quan của các bạn khi mà các bạn điều trị hắc lào không có được triệt để. Thường thì khi các bạn mà sử dụng các loại kem bôi hay là các cái bài thuốc thiên nhiên thì có thể là sau từ 5 đến 7 ngày là mình đã không có còn cảm giác ngứa nữa và có cái biểu hiện là đang khỏi dần. Như vậy thì cái lúc đó thì cái tâm lý là mình tưởng là khỏi rồi, sau đó thì mình lại ngưng bôi thuốc. Nhưng thực tế ra thì cái thời gian này chính là cái thời gian mà các cái vi nấm hắc nào nó bó lại ở trong kén và nó chờ cái điều kiện thuận lợi, nóng ẩm thì lúc đó nó lại sinh sôi nảy nở. Và lúc này đây thì nó cần như là nó kháng thuốc rồi thì rất là khó để điều trị nó. Hoặc một số các bạn thì lại còn dùng những cái biện pháp rất là mạnh, ví dụ như là gãi hay là dùng những cái hơ nóng, thanh sắt nóng đỏ hay gì đó rồi bôi vào, hoặc là dùng những loại cồn BSA hay là những loại cồn nặng và bôi vào làm cho cái vùng da của mình nó bị tổn thương, dẫn đến cái việc hắc nào nó bị tràm hóa, lúc đó thì rất là khó để điều trị. Ví dụ như có một bạn gái này hỏi mình thì bạn có chụp ảnh hình minh họa thì hỏi ra mới biết là bạn này đã bị cách đây là đến 2 năm rồi, nhưng mà cũng dùng rất là nhiều các loại thuốc, nhưng tuy nhiên thì có thể là do cái bạn ấy không có được kiên trì, chính vì vậy mà bây giờ vẫn còn chưa có khỏi được, để đến cái tình trạng mà nó lan hết cả hai cái vùng mông này rồi. Dạ vâng, nếu như mà anh chị đang xem video này có ai đang từng bị vấn đề về hắc lào hay đã từng dùng rất là nhiều các loại kem hay các cái bài thuốc khác nhau và chưa có khỏi được thì anh chị cũng có thể tham khảo một loại kem bôi da có tên là kem bôi da thuần mộc của Thanh Mộc Hương, thì với các thành phần từ những loại thảo dược có cái đặc tính trị nấm như hoàng liên, kim ngân hoa, hoàng bá hay là trầu không hay đại phù huỳnh, xà sàng, thảo quyên minh, thì các cái loại này đều có cái đặc tính đó là khắc phục cũng như là triệt để các cái loại vi nấm của hắc lào. Đây là mẫu kem bôi da thuần mộc thì anh chị cũng có thể tham khảo. Và với cái kem thuần mộc này thì cũng đã giúp rất là nhiều người khỏi được cái vấn đề về hăng nào này rồi. Thì khi anh chị đặt mua cái sản phẩm ở các hiệu thuốc hay cũng như là của các cái đại lý của thuần mộc Thanh Mộc Hương, thì trên này bao bì thì cũng có giá đề xuất của bên nhà thuốc đó là 190.000. Và cũng như kèm theo cái tem xác thực, thì anh chị cũng có thể soạn cái tin nhắn, khi anh chị cào cái mã xác thực này ra thì nó sẽ có cái mã và anh chị nhắn tin là XT gửi tới đầu số là 8137
Thì nếu như mà trong tin nhắn trả về nó là sản phẩm chính hãng thì anh chị có thể yên tâm sử dụng. Và anh chị cũng lưu ý luôn, đó là đối với các cái vấn đề về vi nấm hắc lạc cũng như là các loại nấm khác, thì khi anh chị sử dụng thì nếu khi mà đã hết rồi, đã hết cái vấn đề rồi, hết vấn đề về bệnh rồi ấy, thì anh chị nên sử dụng thêm 2 tuần nữa để cho triệt để cái chân nấm, thì như vậy mới có thể khỏi triệt để được. Bởi vì nếu như mà anh chị sử dụng mà thấy nó đỡ rồi thì anh chị tưởng nó đã khỏi, nhưng thực tế ra thì cái lúc đó ấy, thì là cái vi nấm nó đang nó chui vào trong kén và nó chờ cái điều kiện thuận lợi, để khi mà gặp điều kiện thuận lợi thì lúc đó thì nó mới bung bung ra, thì như vậy thì nó lại càng khó chữa. Thì như vậy lúc đó nó mà kháng thuốc rồi thì mình phải dùng cái loại khác đó.